bên Mỹ á, nó có nhiều cái nhỏ nhưng mà nó làm cho con người của người ta rất là sung sướng các bạn. Chẳng hạn như nếu mà các bạn mà có con em nhỏ đó thì các bạn đi tới những cái siêu thị đó, những cái shopping mall đó, là họ làm cho các bạn những cái bãi đậu xe ưu tiên. Đó, họ cắm một cái bảng, cắm cái bảng lên ngay cái bãi đậu xe đó. Họ để cái hình em bé, họ nói là cái khu vực này á là chỉ để dành ưu tiên cho mấy cái người mà có em bé thôi. Đó thì các bạn được nằm trong cái diện VIP. Rồi á, các bạn cũng có thể dán những cái chữ ở trên cái xe của mình á, ở ngoài sau cái kính xe của mình á. Các bạn nói là các bạn có em bé, cái xe này là tôi có con nhỏ. Đó thì á, mấy cái người mà người ta lái xe đó các bạn, người ta nhìn thấy cái chữ đó đó, người ta cũng ưu tiên cho các bạn nữa. Ở bên Mỹ nó sướng vậy đó. Còn mà mấy cái bác mà lớn tuổi ở bên nước Mỹ các bạn sướng lắm. À, mấy cái bác này đi lên Ủy ban Nhân dân, thì ở bên Mỹ nó gọi là City Hall đó. Đi lên cái Ủy ban Nhân dân nói bây giờ cái chân của tôi nó, hai cái đầu gối nó bị nhức quá, bác sĩ đi bác sĩ nè, có cái giấy của bác sĩ chứng nhận là nói tôi bị đau nhức nè, đau nhức kinh niên nè, tôi không có đi bộ xa được. Thì ở trên cái Ủy ban Nhân dân á, người ta sẽ cấp cho cái ông này một cái giấy phép á, là nó có một cái hình, phải không, cái hình màu xanh đó, nó để là cái chữ tiếng Mỹ đó là handicap đó. Thì sau khi mà Ủy ban Nhân dân cấp cho cái bác này á, bị đau nhức gì đó, không biết bị, nói chung là bị cái gì cũng được hết á, hễ sao có cái bác sĩ chứng nhận là nói cái ông nội này á, ổng phải cần cái sự ưu tiên. Thì bắt đầu cái bác này mới treo cái tờ giấy đó trong cái xe đó các bạn, là bắt đầu á, hả, trở thành là VIP, trở thành VIP á, trở thành VIP. Thì cái bác này đi bất cứ nơi nào ở trên nước Mỹ thì cái bác này sẽ được ưu tiên là đậu xe đó, đậu xe hạng VIP đó. Chẳng hạn như lái xe vô siêu thị, lái xe vô nhà hàng, hay là trên đường bất cứ mọi nơi, đường xá gì cũng vậy, bất cứ cái đường ngõ hẻm nào đó gì, nó cũng có một cái khu vực đó, nó để là ưu tiên cho những cái người mà bị nhức sưng nhức đồ, mà bị kiểu như là bị không có đi lại được, thì ở Mỹ người ta gọi cái đó là handicap á các bạn, cái đó là lực nha, lực của toàn quốc luôn, áp dụng luôn. Mà cái VIP này, cái ưu tiên này không phải là chỉ có mình đi vô siêu thị, đậu xe hay là nhà hàng không đâu, mà đường công cộng bất cứ nơi nào cũng vậy đó. Có nghĩa là sao? Khi mà cái bác này mà bị nhức lưng, nhức xương sống vậy đó, đi không có xa được đó, thì cứ lái xe tới một cái khu vực nào, bất cứ nơi nào cũng vậy đó. Lái vòng vòng tìm cái bảng mà nó có cái ký hiệu nó để là ưu tiên đó, ưu tiên thì vô đó đậu, handicap đó. Rồi các bạn biết không ạ, nói chung là có nhiều thứ lắm, kể không hết, rất là nhiều cái nó tiện nghi, nó sung sướng ở trên nước Mỹ lắm. Mà khi nào mà các bạn sống ở đây rồi, các bạn mà đối diện rồi đó, các bạn mới hiểu cái sự tiện nghi, cái sự sung sướng của nó. Chứ mình chưa sống, mình nghe người ta kể nó không có chính xác. Mình phải đi tới nơi đó, mình phải chứng kiến đó, mình phải sống ở đó. Chứ có nhiều bạn mà đi qua bên đây mà du lịch, mà ngồi trong nhà không, mà không có đi nhiều nơi, không có biết nhiều chỗ, thì cũng không có ấy lắm. Nói chung là nó có nhiều thứ mình cảm thấy, chẳng hạn như mình mất tiểu đi, mình đi vô cái quán cà phê Starbucks nào cũng gì, nó cũng có phòng tiểu cho mình hết á. Ở bên Mỹ các em học sinh sướng lắm. Sáng mấy cái em này được cái xe màu vàng này nè. Ở đây người ta gọi là cái xe school bus, là cái xe chở học sinh á. Mà nó tới tận nhà, nó đón mấy em học sinh. Xong rồi chiều nó thả về, nó chở lại tận nhà. Mà các bạn biết á, nó mà nó nhá hai cái đèn á, nó dừng lại một cái là ai cũng phải nhường cho nó hết á. Nè các bạn thấy cái xe nhỏ này nè, kể cả cảnh sát không biết là ai, mà thấy mà nó đưa cái bảng stop ra giống vậy nè đó, các bạn thấy đó, đó
nó rước xong rồi cái đầu nó kéo cái bảng stop vô thì mình được đi. Mà các bạn biết á hả, kể cả cái ông công an ở đây cũng vậy nữa, mà gặp cái xe đó cũng phải nhường nữa đó cho các bạn biết. Mà có một số người Việt Nam của mình đó các bạn, có cái kiểu mà giờ dây thun á, để Quốc kể cho các bạn nghe. Ở cái chung cư của Quốc ở đó là Việt Nam đông lắm. Cái bắt đầu á là chiều á, mỗi buổi chiều luôn, hàng ngày luôn, cái thằng xe buýt nó tới nó thả mấy cái em giống như hết giờ học rồi đó. Mà nó phải đậu, nó chờ đợi hả, thấy mà thảm luôn á. Mà mình không biết mấy cái người này có cho tiền không, tài xế uống cà phê không à. Chứ thường thường á là tài xế mà kiểu như vậy các bạn biết không, nó chờ lâu quá đó là nó chạy đi về nhà trường. Còn không thôi là nó mét lên nhà trường á, nó nói mày ngày nào mày cũng đi ra đón con mà trễ hết á, là nó cảnh cáo mình là nó bỏ con mình luôn. Thí dụ như có nghĩa là sao mà nó tới nó đón con của mình á mà mình không có ra đó, kiểu như người Việt Nam mình có cái giờ dây thun đó mà ra chậm chậm á là nó chạy nó bỏ luôn. Còn buổi chiều á mà nó về nhà nó thả cái em bé này nó học xong rồi nó chở về nhà đó, mà cha mẹ không ra đón á là nó chở đi luôn, nó chở lên nhà trường luôn đó các bạn biết không. Mà cái xe đó là cái xe ở bên đây á, là nó chở mấy em học sinh á, nó đưa rước tận nơi rồi học xong rồi nó chở về tận nhà. Tất cả là miễn phí nha các bạn, tất cả là miễn phí nha. Các bạn mà sống ở trên nước khác, các bạn cứ từ từ nằm mơ đi. Rồi các bạn ở đó các bạn nói là nước Mỹ hả, cực khổ đồ này nọ. Không phải Quốc nói chứ kiểu như mỗi lần mà Quốc nói mà các bạn tưởng đâu Quốc khoe khoang nước Mỹ không. Mà tại vì lý do Quốc nói là Quốc muốn điều chỉnh cái bộ não của các bạn. Các bạn lúc nào các bạn cũng chỉ thấy cái lợi trước mắt mà thôi. Cho nên Quốc mới giải thích cho các bạn để các bạn nghiệm lại, không có nơi nào mà nó sung sướng bằng ở nước Mỹ hết các bạn. Các bạn thấy cái xe mấy bên tay trái không, nghịch chiều bên kia không đó, thấy cái xe school này là phải ngừng lại đó các bạn, không ngừng là công an nó thấy nó phạt nặng lắm. Bên đây mà cái lực giao thông đó, mỗi khi mà mình mà gặp cái xe buýt mà chở học sinh này nè, ở trên các bạn thấy cái chữ là để school đó, thì á những cái tuồng chữ mà màu trắng đồ đại khái nó viết ở ngoài sau đó, nó nói á, nó bắt mình á là phải đậu giữ khoảng cách của nó. Nếu mà mình bám sát bám đuôi nó gần á là công an nó thấy á, nó phạt mình nặng lắm. Nó kêu mình ở tiếng Mỹ nó gọi là feet á, 100 feet đó các bạn, thì đại khái mình nói theo tiếng Việt Nam là cỡ chừng 50 mét. Để nó giữ cái khoảng trống mà có gặp cái tình huống mà cái xe nó bị trục chặt cái gì á, mà nó kêu giống như là nó mở cái cửa sau á, để nó cần một cái khoảng trống á, lỡ cái xe nó bị tai nạn hay một cái gì á, tình huống gì xấu đó, là nó cần một cái chỗ rộng ở ngoài sau, cái cửa kính sau á, để nó cho học sinh nhảy xuống để thoát hiểm á các bạn biết không, thoát hiểm á. Cho nên á, các bạn nào mà mới du lịch qua Mỹ đồ, mà có những cái bằng lái xe quốc tế đồ qua Mỹ mà chạy xe đó, các bạn mà gặp cái xe màu vàng này á, đừng bao giờ bám đít nó nghe. Các bạn mà bám đít nó là cảnh sát nó thổi mình vô, nó phạt mình á. Tại vì ở đây á, là lực ở bên Mỹ á, là mình phải ưu tiên. Cứ hãy mình gặp em bé con nít là mình ưu tiên. Tại vì á, người Mỹ người ta có cái câu á, thứ nhất á, là con nít, thứ nhì là phụ nữ, thứ ba là chó kiển, thứ tư là cái gì á, rồi thứ năm mới tới là đàn ông. Ok, đàn ông của mình là đứng hàng năm á các bạn, nên nhớ nha, cái đó là Quốc không có nói giỡn đâu đó.